Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên cuối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ ba, ngày 10 tháng 1 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần cuối cùng của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi tối hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại vẫn đang trong xuống tăng nhẹ với tỷ lệ tăng là 0,13%, giao dịch quanh mức 1.874 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.867,71 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.877,25 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ tăng nhẹ giao dịch quanh mức 103,200 điểm. Đối với thị trường tiền điện tử thì giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin cũng tăng nhẹ giao dịch ở mức 17.267 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm thì cũng trong xuống tăng giao dịch quanh mức 3,545% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô tăng nhẹ giao dịch ở mức 75,200 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới trong xu hướng ổn định ở mức cao nhất 8 tháng khi mà nhà giao dịch thận trọng trước bài phát biểu sắp tới của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, ông Jerome Powell. Bên cạnh đó thì giá vàng đang được hỗ trợ khi mà đồng bạc xanh giảm xuống gần mức thấp nhất trong 7 tháng so với các loại tiền tệ chủ chốt khác. Tuy nhiên thì giới đầu tư cũng đang chờ đợi bài phát biểu tại một hội nghị ngân hàng trung ương của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, ông Jerome Powell, dự kiến diễn ra vào lúc 14 giờ theo giờ Mỹ, tức là 21 giờ theo giờ Việt Nam cùng ngày. Thị trường cũng đang hướng sự chú ý tới dữ liệu về chỉ số giá tiêu dùng hay còn gọi là CPI của Mỹ, dự kiến được công bố vào ngày 12 tháng 1 để tìm thêm manh mối về lập trường chính sách của Fed. Theo chiến lược gia Jerome Rong của LNG Market cho biết, giá vàng đang chạm ngưỡng kháng cự quan trọng ở mức 1.875 đô la Mỹ trên một ounce. Giọng điệu diều hâu trong bài phát biểu của Chủ tịch Fed ông Powell vào cuối ngày hôm nay có thể thúc đẩy một số hoạt động bán chốt lời vàng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, thị trường đang theo dõi sự sụt giảm bất ngờ trong chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ để hỗ trợ cho kỳ vọng Fed giảm tốc độ tăng lãi suất. Điều này có thể khiến vàng có xu hướng tăng giá. Lãi suất tăng cao làm giảm đi sức hấp dẫn của vàng như một công cụ phòng ngừa lạm phát và làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản vốn không sinh lời này. Theo Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco Marie Dari, đầu tuần này cho biết khả năng Fed sẽ tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm hoặc là 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tới. Trong khi đó, thì Chủ tịch Fed Atlanta Rafael Bostic nhận xét rằng việc thận trọng hơn trong việc điều chỉnh lãi suất là phù hợp, với khả năng lãi suất này sẽ duy trì ở mức cao hơn vào năm 2024. Thị trường tiền tệ đang đặt cược khả năng 75-77% Fed nâng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tới. Nhà đầu tư cũng kỳ vọng lãi suất cực đại của chu kỳ tăng này sẽ được thiết lập trước tháng 6 năm nay ở mức 5%. Hội đồng vàng thế giới cho biết thị trường đồng thuận rằng một cuộc suy thoái kinh tế nhẹ dường như đang diễn ra, nhưng việc trượt sang một cuộc suy thoái nghiêm trọng có thể tiếp tục tích cực đối với vàng. Cũng trong phiên này thì giá bạc giao ngay mất 0,2% xuống còn 23,57 đô la Mỹ trên một ounce, trong khi thì giá bạch kim không đổi ở mức 1.079 đô la Mỹ trên một ounce, giá palladium tăng 0,7% lên 1.786,88 đô la Mỹ trên ounce. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Như quý vị và các bạn cũng đã biết, sau 2 ngày giao dịch, giá vàng miếng SJC ở một số hệ thống kinh doanh đã để mất tới 800.000 đồng trên lượng. Tuy nhiên, đến phiên chiều tối nay, sắc xanh đã trở lại với giá vàng miếng SJC. Cụ thể, với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào ở mức 66,10 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 66,92 triệu đồng trên lượng. Tăng 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên chiều nay, tuy nhiên đã tăng tới 300.000 đồng trên một lượng so với phiên sáng. Giá vàng miếng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào mức 66,10 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 66,90 triệu đồng trên lượng, cũng tăng 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra. Với tập đoàn vàng bạc đá quý Doji, niêm yết trên thị trường thành phố Hồ Chí Minh mua vào mức 66 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 66,90 triệu đồng trên lượng, giảm 200.000 đồng trên lượng ở chiều mua, giảm 100.000 đồng trên lượng ở chiều bán, cũng quay đầu tăng so với thời điểm buổi sáng nay. Với hệ thống Doji Hà Nội mua vào ở mức 65,90 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 66,90 triệu đồng trên lượng, giảm 100.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Với giá nhận bộ số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn hiện tại thì vẫn duy trì xu hướng giảm. Thời điểm này đang được mua vào mức 53,50 triệu đồng trên lượng và bán ra mức 54,50 triệu đồng trên một lượng, vẫn duy trì giảm 150.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây sẽ là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi tối ngày hôm nay.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.610.000, bán ra 6.690.000, tăng 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 800.000 đồng trên lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 6.610.000, bán ra 6.692.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.590.000, bán ra 6.680.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra không có thay đổi. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.600.000, bán ra 6.690.000, giảm 20.000 ở chiều mua, giảm 10.000 ở chiều bán ra. Doji Hà Nội mua vào 6.590.000, bán ra 6.690.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Phú Quý SJC mua vào 6.600.000, bán ra 6.690.000, giảm 20.000 ở chiều mua, giảm 10.000 ở chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.605.000, bán ra 6.689.000, giảm 17.000 ở chiều mua, giảm 9.000 ở chiều bán. Mi Hồng SJC mua vào 6.600.000, bán ra 6.680.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào, chiều bán ra không có thay đổi. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.610.000, bán ra 6.680.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.580.000, bán ra 6.680.000, giảm 50.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6.590.000, bán ra 6.690.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.610.000, bán ra 6.692.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này thì cũng giữ đà tăng 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra trong phiên giao dịch buổi chiều tối ngày hôm nay, hay là tăng 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 800.000 cho đến 820.000 đồng trên một lượng. Và nếu so với thời điểm buổi sáng ngày hôm nay thì giá vàng ở đây cũng tăng tới 300.000 đồng trên lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 6.610.000, bán ra 6.692.000. STC Huế mua vào 6.607.000, bán ra 6.693.000. STC Bình Phước mua vào 6.608.000, bán ra 6.692.000. STC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.610.000, bán ra 6.690.000. STC Long Xuyên mua vào 6.612.000, bán ra 6.695.000. STC Bạc Liêu mua vào 6.610.000, bán ra 6.692.000. STC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.608.000, bán ra 6.692.000. Cuối cùng là giá nhận buộc số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Thời điểm này thì vẫn duy trì xu hướng giảm khá mạnh trong khoảng từ 63 cho đến 150.000 đồng trên lượng, hay giảm trong khoảng 6.300 cho đến 15.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng và đang được niêm yết như sau. Nhận buộc số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.350.000, bán ra 5.450.000. Nhận buộc số 9 loại nửa chỉ mua vào 5.350.000, bán ra 5.460.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.340.000, bán ra 5.410.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 5.226.4.000, bán ra 5.356.4.000. Vàng 18K mua vào 3.872.9.000, bán ra 4.072.9.000. Vàng 14K mua vào 2.969.3.000, bán ra 3.169.3.000. Vàng 10K mua vào 2.071.2.000, bán ra 2.271.2.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.